Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay 29 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc Tết một số đơn vị cá nhân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Đoàn đã đến thăm chúc Tết Đài Phát sóng khu vực Tây Nguyên thuộc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Đắk Lắk và gia đình thương binh Trần Văn Lạng ở phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Đến thăm chúc Tết Đài Phát sóng khu vực Tây Nguyên và Báo Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà đã nghe lãnh đạo hai đơn vị báo cáo những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí đánh giá cao những đóng góp của hai đơn vị trong sự phát triển của tỉnh, nhất là trên mặt trận thông tin tuyên truyền. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà đề nghị thời gian tới hai đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân, tích cực tuyên truyền đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, lan tỏa thông tin về điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đến thăm chúc Tết gia đình thương binh Trần Văn Lạng ở phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những đóng góp của ông và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu thi đua học tập rèn luyện, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.